Xin chào quý vị và các bạn. Sau khi lấy mạng Việt Long không thành, sợ bứt dây động rừng, Khánh Linh và Thanh Sơn buộc phải thay đổi chiến thuật. Bọn chúng không chỉ lợi dụng chức quyền, vị trí đang nắm giữ ở Đại Dương, bòn rút, tham nhũng bỏ túi riêng, mà cả hai con khốn nạn bắt tay hợp tác với tập đoàn Thành Tín của ông Tài, sớm lật đổ Đại Dương trên thương trường. Liệu rồi, tính toán của đôi gian phu dâm phụ có thành công, hay sự manh động, liều lĩnh của bọn họ sẽ khiến Việt Lâm sớm nhận ra vấn đề? Anh sẽ làm gì để bọn chúng phải trả giá đắt, cũng như vén được bức màn sự thật về cái chết của Uyên Thi? Anh sẽ làm gì để chấm dứt cuộc chiến này, bảo vệ những người thân yêu đều bình yên trở về với Trần gia? Là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Việt Lâm đang đau đầu xử lý đống công việc thì bất ngờ trợ lý của anh vội vàng chạy tới. Anh Lâm ơi, không xong rồi. Trên tất cả các trang báo đều đăng tin, dự án ở Đà Lạt có vấn đề về pháp lý. Còn dự án cầu rồng đang xây dựng thì gặp sự cố, khiến một công nhân gặp tai nạn. Việt Lâm cố gắng trấn tĩnh. Anh cho triệu tập cuộc họp gấp. Khi có mặt đông đủ, Việt Lâm chất vấn. Mọi người làm việc thế nào? Tại sao? Trùng hợp thay, cả hai dự án quan trọng này đều đang do Thanh Sơn và Khánh Linh nắm giữ. Việt Lâm quay về phía Thanh Sơn. Anh Sơn, từ trước tới nay, anh là người làm việc rất cẩn trọng. Vậy tại sao chuyện khu đất ở Đà Lạt đang còn bị tranh chấp mà anh không phát hiện ra? Thanh Sơn lý nhí. Anh thật sự xin lỗi, là do sai sót của anh. Anh đã tìm hiểu không kỹ. Anh sẽ lên Đà Lạt, tìm cách trấn an người dân để họ không khởi kiện chúng ta. Rồi Việt Lâm quay về phía Khánh Linh. Linh à, còn dự án cầu rồng là thế nào? Cô nàng đanh giọng. Em đang cho người kiểm tra toàn bộ vật tư đầu vào, cũng như tìm tới nhà của công nhân đó, bồi thường cho họ. Anh yên tâm, mọi việc sẽ sớm được giải quyết thôi. Việt Lâm tỏ rõ uy lực của người đứng đầu tập đoàn. Ngay trong ngày hôm nay, các anh hãy cho người kiểm tra lại tất cả các dự án đang hoạt động, gửi báo cáo về cho tôi. Phòng marketing, hãy lo giải quyết truyền thông, không nên để đối thủ lợi dụng những thông tin bất lợi này, làm ảnh hưởng tới hình ảnh của Đại Dương. Cuộc họp kết thúc, ai nấy tất tuổi đi lo việc của người đó. Nhưng Việt Lâm có nằm mơ cũng không thể ngờ được, tai ương lần này thật ra chỉ mới là bước khởi đầu trong kế hoạch lật đổ tập đoàn Đại Dương của cặp đôi Thanh Sơn, Khánh Linh. Thanh Sơn bước vào phòng Khánh Linh, cô nàng phá lên cười đắc ý. Anh Sơn à, anh có thấy vẻ mặt lúng túng, lo lắng của anh Lâm khi nãy không? Thanh Sơn có chút áy náy. Linh à, với cái đà này, một mình Việt Lâm sẽ không chống đỡ được đâu. Cô nàng đanh giọng. Mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi. Rồi cô nàng lại dùng mỹ nhân kế nép vào lòng anh thủ thỉ. Anh Sơn à, anh biết những ấm ức mà em phải trải qua ở gia đình đó rồi chứ? Chuyện đàn em của Hùng Điên để vuột mất cơ hội giết chết Việt Lâm đã làm kinh động tới tất cả mọi người. Tạm thời chúng ta không thể lấy mạng anh ta. Giờ chỉ có cách này để hạ bệ anh ta. Không những vậy, chúng ta chỉ cần khéo léo chuyển toàn bộ số tiền của Đại Dương vào trong túi của chúng ta. Khi mọi việc xong xuôi, em và anh sẽ cùng nhau thành lập công ty riêng. Chúng ta sẽ có sự nghiệp của riêng mình, sẽ không phải nhìn sắc mặt của người khác để sống. Anh Sơn à, tất cả là vì tương lai của em và anh. Thanh Sơn khẽ cười. Anh biết mà. Cô nàng tiếp lời. Vậy anh hãy tươi tỉnh lên. Giờ việc tiếp theo là anh và em hãy giả vờ đang lo giải quyết rắc rối, nên chúng ta chỉ cần đứng bên ngoài xem kịch hay. Việc tiếp theo là của Thành Tín. Ông Tài sẽ lợi dụng những thông tin này tung hô lên để hạ bệ uy tín của Đại Dương. Khi đó em và anh chỉ việc đứng ngoài làm ngư ông đắc lợi. Thanh Sơn vẫn có chút lo lắng. Ông Tài liệu có đáng tin được không? Khánh Linh giọng tự tin. Chuyện này thì anh không phải lo đâu. Chính ông Tài đã chủ động liên lạc với em mà. Suy cho cùng, cuộc hợp tác này đôi bên đều có lợi. Anh và em thì có tiền, còn ông Tài, một khi Đại Dương sụp đổ, sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho Thành Tín. Thanh Sơn gật gù. Mọi việc anh đều nghe theo em. Thì ra, sau khi Trần Gia xuất hiện hồn ma của Uyên Thi về báo án, Việt Lâm nhận ra chính Khánh Linh là người giở trò. Anh hiểu không thể mãi dung túng bao che cho những việc làm sai trái của Khánh Linh. Anh đuổi cô nàng ra khỏi nhà, còn lạnh lùng tuyên bố cả đời này có chết cũng không bao giờ yêu cô, khiến cô nàng từ yêu chuyển sang hận. Biết Thanh Sơn vẫn còn nặng lòng với mình,
Khánh liền chạy tới, khóc lóc ỉ ôi, còn dựng chuyện, nói xấu tất cả các thành viên trong Trần gia. Cô nàng dễ dàng lôi kéo Thanh Sơn về chung chiến tuyến với mình. Chính Thanh Sơn đích thân ra tay, giết chết Bách, rồi cả hai lên kế hoạch, giết chết Việt Lâm, để ai cũng nghĩ. Chính Việt Lâm là người thuê Bách lấy mạng Uyên Thi, rồi gặp quả báo qua đời, để mọi việc vĩnh viễn nằm yên dưới nấm mồ sâu. Nhưng thật không ngờ, Việt Lâm phúc lớn mạng lớn, thoát chết thần kỳ. Anh đủ thông minh để nhận ra nhiều điểm bất thường về vụ tai nạn của Uyên Thi. Anh quyết tâm làm sáng tỏ mọi việc. Thanh Sơn và Khánh Linh không dám làm liều. Trong lúc đau đầu, chưa biết xử lý Việt Lâm ra sao, thì bà Hằng chủ động tìm gặp Khánh Linh, đề nghị cô nàng đổi chiến thuật, nhắm vào Đại Dương. Thử xem, khi không có tiền, có thế trong tay, Việt Lâm có phải là đối thủ của họ hay không? Khánh Linh cũng chẳng chút do dự, bắt tay với bà Hằng. Vì biết, bà Hằng cũng có mối huyết hải thâm thù với gia đình ông Minh. Cứ thế, hai con rắn độc cùng hội cùng thuyền. Nhưng có một điều mà Thanh Sơn và Khánh Linh không ngờ tới. Uyên Thi trong hình hài của Vân Anh đã nhận ra. Bao năm qua, cô đã hiểu lầm Việt Lâm. Anh vẫn một lòng một dạ với Uyên Thi. Tất cả mâu thuẫn, hiểu nhầm trước khi gặp tai nạn đều là có kẻ đứng sau. Bằng phương pháp loại trừ, Vân Anh nhận ra Khánh Linh là người có đủ động cơ, đủ dã tâm đứng đằng sau toàn bộ bi kịch. Vân Anh chuyển hướng điều tra thì phát hiện ra được nhiều chuyện kinh thiên động địa mà Khánh Linh làm. Cô cũng biết về cuộc hợp tác giữa Khánh Linh và bà Hằng. Chẳng biết rồi, Vân Anh sẽ làm gì để báo tin này cho Việt Lâm. Và Việt Lâm, với sự thông minh, nhạy bén của mình, anh sẽ có kế hoạch để lột mặt nạ của Thanh Sơn và Khánh Linh. Một mặt, anh tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, vẫn trọng dụng Thanh Sơn, Khánh Linh, vẫn giao những dự án quan trọng cho họ. Nhưng thực chất, anh đang thả con săn sắt, bắt con cá rô, tìm cách thu thập toàn bộ bằng chứng phạm tội của họ. Theo thông tin của Tay Bách trước khi bị sát hại, cũng như lời của đám giang hồ, thì anh hiểu, chỉ cần tìm ra Hùng Điên, thì anh sẽ sớm có được toàn bộ câu trả lời. Anh không tiếc tay vung tiền, truy tìm danh tính tên giang hồ có số má này. Một khi Hùng Điên khai hết toàn bộ sự thật, biết về những việc làm thất nhân thất đức của Khánh Linh, Việt Lâm sẽ làm gì để cô nàng ngoan ngoãn nhận tội, trả giá cho những tội ác cô nàng gây ra. Ai cũng tin, trên đời này, luật nhân quả vẫn còn luôn hiện hữu. Thanh Sơn và Khánh Linh phải nhận bản án thích đáng của pháp luật. Còn Việt Lâm và Vân Anh sẽ quay về bên nhau. Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận nhé. Kính chúc mọi người có những phút giây xem phim vui vẻ.